Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Ninh Thuận là đơn vị trực thuộc của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có chức năng nuôi dưỡng trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ và người già nơi đơn không nơi nương tựa. Hiện nay Trung tâm Công tác Xã hội đang nuôi 40 trẻ và 15 cụ già. Các trẻ là có nhiều hoàn cảnh, có cháu thì mồ côi cả cha lẫn mẹ, có cháu thì cha mẹ bị tiền án tiền sự và có cháu thì cha mẹ bị bỏ rơi. Còn người già thì không nơi nương tựa, không có người thân, không có nhà cửa, thì trung tâm sẽ là địa phương sẽ lập hồ sơ và đưa vào trung tâm nuôi. Một lần nữa trung tâm xin trân trọng cảm ơn tất cả các thành viên trong đoàn, xin trân trọng được cảm ơn. Và ngày hôm nay tôi Hương chọn Vĩnh Hy để quay hình, và nơi đây là nơi tôi Hương may mắn được giới thiệu và được đến đây để thăm hỏi mọi người. Kính chúc trung tâm cũng như các ông bà cũng như các con luôn có sự bình an trong cuộc sống, mạnh khỏe. Thầy cũng xin phép được trao cái phần quà đến từ những mạnh thường quân đồng hành cùng với chương trình. Đặc biệt lần này là một lần nữa cảm ơn doanh nhân Ngọc Diệp, giám đốc công ty bất động sản Hồng Phát Cần Thơ, và Mr. Thủy cũng là giám đốc của công ty Đất Xanh Cần Thơ đã cùng tụi Hưng để có thể chia sẻ với những công tác thiện nguyện của xã hội. Xin cảm ơn rất nhiều. Những trường hợp gửi đây á, từ đầu đến cuối là không có tin tức gì hết, nhưng mình không có cái gì liên lạc với gia đình người ta được. Lúc đầu có nhưng sau rồi từ từ coi như bỏ, không có liên lạc luôn, tắt máy luôn. Không, các cụ đây là coi như là ở đây đến cuối đời luôn á, tụi em mới chăm sóc. Các cụ mất là cũng mai chay luôn đầy đủ. Các anh chị tới thăm á cứ hỏi các em tại sao những việc sướng mà không làm mà cứ vô đây để làm gì, cứ nghĩ vậy. Đến bây giờ là đó là hình như là cái do cái số phận mình phải là gắn liền với cái này, sứ mệnh đó chị ơi. Thiên sứ chọn cái dễ cái khó bỏ cho ai, cho nên đó. Mình nó không có tầm thường đâu. Đúng rồi, rất là coi đối tượng đây như người già nhẹ nhàng và thường xuyên tâm sự. Những cái cụ còn biết thì tụi em thường xuyên tâm sự. Em phải có người bóp tay bóp chân đi hoài. Cụ này vô đây được 2 năm rồi nhưng mà cụ bị tay biến. Dạ. Yeah. Bị liệt một bên cho nên đi đứng cũng bên này hả chị? Bên này hả? Sao mà phải bóp vô? Thường xuyên cũng tập vật lý trị liệu cho cụ lắm. Ngoài ăn được không? Ăn được bữa chín. Ăn ngon. Cũng ngon. Ừ. Ngoài có hay tập thể dục tới đi luôn luôn. Có cây đỏ. Đi tới cửa vô lại. Giờ làm bánh đơn là bảo là áo rằng. Ừ, bên này nè. Áo bông bông vậy đúng rồi. Chú Hưng ơi, bà ngoại hỏi chú Hưng nè. Ủa, sao biết mình luôn á nha. Dạ, ngoại biết trên TV. Dạ. À. Xem TV hả? Thấy biết con hả? Biết. Dạ. Bà tên gì ạ? Tên Chạy. Chạy hả? Bà vô đây lâu chưa? Được 3 năm rồi. Bà không có con cái gì luôn hả? Không có con cái, gia đình hoặc là người thân gì hết á. Họ cứ, cụ cứ nằm ở chỗ này vài bữa đi vài bữa địa phương, ta thấy vậy em đưa vào đây. Xin chào nha bà. Bà sống ngoài một mình bao lâu rồi? Có ông xã nè, ông xã mới làm cơ quan, ông chết. Không sao nha bà đừng khóc nha. Ở đây có mọi người rồi nha bà nha. Dạ đúng. Ừ. Không có con cái hả? Dạ, hả đứa. Ông cha ông làm cơ quan bị tai nạn ở nhà, ông chết. Hôm nay bà bao nhiêu tuổi hả? Em mấy tuổi. Em mấy tuổi. Thôi đã có cái ngôi nhà này rồi, yên thân cho mình rồi. Thấy bà ha, có cơm ăn rồi, có chỗ ngủ rồi, không phải đi lang thang ngoài đường. Có mọi người ở cùng với bà, bà không có cô đơn nữa. Nhắc với chồng cô là tôi cũng nha. Chú phải đàm quảng bệnh hơn không? Dạ đúng rồi. Sao bà biết hả? Tại thấy ngày hôm qua thấy cô chú, tôi quy cô chú hát.
À coi tivi con hát nè. Tivi đây nè. Dạ dạ. Chú nhớ mặt chú chứ. Nhớ mặt chú chứ như thương quá. Chú may mắn nha. Dạ dạ. Chú cô nhiều sức khỏe nha. Ở đây là yên tâm rồi ha. Hello, chào các bà. Chủ đó không có trên đường. Coi chừng mất đồ nha bà ơi. Bên đó mới lo mất đồ. Cô không trên đường đi. Cô người Bắc à? Dạ, cũng quê Bắc đây thôi. Gốc ở đâu cô? Chú tên là gì vậy? Vâng. À, cháu là Đàm Vĩnh Hưng ạ. Đàm Vĩnh Hưng, vâng. Thế nghe giọng cô thì nghe có tí Hải Phòng ấy nhỉ? Không, tôi Hà Nam Ninh. Vâng. Hà Nam Ninh à? Ô, con Hà Nam Ninh này. Con là Hà Nam Ninh. Con lại quay đây đi. Rồi, có người giàu đờ nào Nam Ninh cho tiền này. Con Hà Nam Ninh này phát diệm. Chúc sức khỏe bạn nhé. Dạ, con chúc bà. Chúc sức khỏe, chúc khỏe. Bà ở phát diệm luôn. Không không, Hà Nam Ninh. Tỉnh Ninh Bình. Không không, Hà Nam Ninh ở đây mừng. Hả? Bạn 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 phủ lý. Tóc đẹp quá. Hai cái tóc cho bà đẹp lắm luôn ấy. Không có, khi nào vẫn thế mà vâng. Đẹp. Vậy là con với bà là ở chung là ở Phát Diệm đấy, ở ngay là Hà Nam Ninh. Người ta đã bảo không ở Phát Diệm mà cứ Hà Nam Ninh mãi. Thì Hà Nam Ninh là tỉnh đấy. Thì tỉnh thôi, trung tỉnh. Tỉnh ở bên này còn tỉnh thì to lắm. Tỉnh to còn bà ở bên đầu đây này, con ở bên đầu bên này. Bà ở đây bao lâu rồi ạ? Tôi vào đây được coi là không nhớ được cái gì. Vâng. Hôm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Chú tên gì nhỉ? Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng. Đây là Vũ Hà. Con là Vũ Hà. À Vũ Hà vâng. Vũ Hà biết không? Biết động chạm nó phải ai không? Vâng. Thì Vũ Hà cho các bà. Đẹp lắm, nó có đẹp vâng. lắm. Nếu động chạm Vũ Hà cho đây con đây. Bà chú tên gì nhỉ? Vũ Hà. À nếu động chạm chú Hà Vũ Hà cho biến một vật cũng được. Tạ. Cuối mù kim na chú Vũ Hà biến một vật cũng được. Tạ. Tạ. Vũ Hà đẹp tuyệt vời, vui tương vừng. Vũ Hà đẹp tuyệt vời, vui tương vừng. Ôi chào. Vâng. Phẫu mà vâng. Chắc là cảm nhận được cái năng lượng của ngoại á. Đây này, bên cạnh bà có một cô hoa hậu. Hơi nắng quá, hơi nắng. Hơi nóng. Nóng đừng, đừng tiếp xúc gần rồi, lui ra. Mất đồ. Mất đồ, coi chừng mất đồ nha bà. Ủa cái bịt gì đây? Không có gì đâu, có vài gì đấy. Có cái gì cho con miếng không? Không có. Vâng. À có 100 nghìn kìa. Không không, 100 nghìn là 100 nghìn túi của ta, ai nói được. Vâng. Của con làm rớt. Có người phát cơ quan đi. Vâng. À người ta cho. Cho. Ngoại ơi. Nói chung là con đang giỡn thôi. Coi chừng bà quên bà lẫn bà vất cái 100 nghìn đi đấy. Con sợ bà nhầm ấy. Không, tôi nhầm, tôi có tên có tuổi. Tôi đừng có cãi bà, vâng. Có tên có tuổi người ta đưa rồi. Good. Dạ. Dạ, chúc bà ngoại sức khỏe. Sức khỏe nữa. Dạ, dạ. Hello, lần nữa. Hello. Tôi biết từ chú không? Good. Mấy chị không? Biết không ạ? À? Hưng thấy gần như là dân tộc nhiều đúng không ạ? Đa số là các cháu là dân tộc Đắk Lây là nhiều ở vùng cao, vùng núi. Cho nên là cha mẹ hầu như là không nuôi được. Ông bà mất sức lao động không nuôi được thì đưa vào đây. Còn nếu mà mẹ mà mất thì cha theo cái phong tục tập quán của người Đắk Lây, mẹ mất thì cha không có quyền được nuôi con. Cho nên là khi mà mất mẹ rồi thì cha đi lấy vợ khác hoặc đi làm ăn xa. Thì bỏ đứa con. Bỏ đứa con lại cho ông bà nuôi, ông bà rất là khó khăn. Không có khả năng, không có lao động để nuôi cháu được. Thì địa phương xác lập hồ sơ để đưa cháu vào đây. Tụi em đây là nuôi cho các cháu là ăn học theo trình độ khả năng. Cháu nào học được đại học thì chúng em sẽ nuôi đến đại học. Cháu nào học không được thì chúng em chuyển sang học nghề. Và khi ra trường thì chúng em sẽ tạo việc làm. Và nuôi đến khi cháu 22 tuổi thì cho ra hội nhập cộng đồng để cháu có việc làm và nuôi sống bản thân cháu. Sau khi đi một vòng quan sát thì Hoa hậu Hoàng Phương có một cái tâm tư, suy nghĩ, một cái tâm tư riêng. Hoàng Phương có thể sau đây em có thể chia sẻ nha. Phương là con người con của cái vùng đất lân cận đây rất gần. Thì hôm nay được sự giao duyên của anh Hưng với lại anh Vũ Hà thì hôm nay em biết tới là trung tâm của mình thì thấy rằng là rất là thương các hoàn cảnh ở đây, đặc biệt là rất là thương và nể phục chị. Với lại tỉnh Ninh Thuận cũng gần với lại tỉnh của em là tỉnh Khánh Hòa nữa. Thì hôm nay em cũng có một chút tâm tư, em cũng không có nhiều. Em cũng muốn có thể giúp cho đời sống tinh thần của các cụ già ở đây cũng như các trẻ em ở đây để có thêm chút động lực để mọi người cùng nhau cố gắng có cuộc sống hạnh phúc hơn. Mong rằng là chị sẽ thay cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Ninh Thuận sẽ nhận tấm lòng này của em. Dạ em xin gửi số tiền mặt là 10 triệu đồng. Này em trích từ tiền thưởng của em
Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của em sau 7 ngày đăng quang. Trời, hoa hậu mới đăng quang được một tuần nữa đó. Thay mặt trung tâm công tác xã hội thì em cũng chân thành cảm ơn anh Hân, anh Hà, hoa hậu Hồng Phương, hoa hậu Thiên Ân cùng chị Su Su. Đây cũng là cái nguồn động lực để cho ban giám đốc cùng toàn thể trung tâm chăm sóc cho đối tượng ngày càng tốt hơn. Và xin hứa là sử dụng cái quỹ hỗ trợ của quý anh chị trao đây trên tinh thần minh bạch, hiệu quả và đúng đối tượng. Xin trân trọng và cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị một nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc. Chúc chương trình đại chiến ẩm thực thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Chắc con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Chắc con gánh mẹ đau non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan.